chứ không phải là mình cứ đến mình bán, mình thấy là khách kêu nóng thì mình lột ra mình dán phim vào, xong rồi mình lại thấy là nó không có tác dụng gì cả. Hi, xin chào mọi người. Hôm nay lại là một ngày nắng rất là to, và như thường lệ thì tại đây Pro rất nhiều xe đang dán phim. Như bạn có thể thấy, trong nhà một chiếc dán phim, và ở đây một chiếc nữa đang chờ dán phim. Thì tại đây Pro chúng tôi có rất nhiều khách hàng khác nhau, rất nhiều tổ chức lớn đã tin tưởng sử dụng sản phẩm dịch vụ của chúng tôi. Như bạn có thể thấy ở đây là có xe của Đại sứ quán Hàn Quốc này, Đại sứ quán Mỹ, hoặc là chúng tôi đã thi công nhà kính cho Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ và rất nhiều các khách hàng lớn khác. Thế thì tại sao mà Debro lại được tin tưởng và sử dụng dịch vụ phim cách nhiệt nhiều như thế? Hôm nay thì trong video này tôi sẽ chia sẻ với bạn về những sự khác biệt và quy trình dán phim của Debro. Mời bạn hãy cùng theo dõi trong video này của tôi. Đầu tiên, như bạn có thể thấy thì tất cả những chiếc xe dán phim cách nhiệt tại Debro thì đều được đi thi công ở trong phòng kín. Như bạn có thể thấy, đây là một cái phòng kín này, và xe chúng ta sẽ thi công ở trong đấy. Cái việc thi công ở trong phòng kín ấy thì nó sẽ có tác dụng như sau. Thứ nhất là cái việc là chống gió bụi này, nó thổi vào trong lúc mà chúng ta thi công phim cách nhiệt ấy. Đây, mọi người có thể nhìn kỹ quá trình thi công phim cách nhiệt này. Như mọi người thấy, đây là một tấm phim cách nhiệt này. Khi mà chúng ta thi công ấy thì là chúng ta sẽ dán nó lên như này. Đó. Thì cái việc nếu mà chúng ta để cái phòng nó hở ấy và nó có gió nó lùa vào ấy thì cái bụi nó sẽ bay vào trong lúc chúng ta dán lên đây, thì nó sẽ tạo ra bọt khí hoặc là những cái bụi bẩn. Nó gây cái việc là thứ nhất là nó làm cho chúng ta là mất cái tầm quan sát, vì những cái hạt bụi li ti nó rất là khó chịu nếu mà nó ở trên kính lúc mình lái xe ấy. Nó rất là tức mắt. Cái thứ hai là nó sẽ giảm độ bền của tấm phim cách nhiệt. Nó sẽ gây bong chóc phim sau một thời gian khoảng 1 đến 2 năm. Mọi người sẽ nhìn thấy một số xe nó bị nổ như kiểu nó bong bóng ở trên xe ấy. Thì đấy là do là chúng ta thi công nó không sạch, nên là nó gây ra hiện tượng nổ bong bóng ở trên kính xe sau một thời gian sử dụng là vì vậy. Nên là việc thi công phim ở trong phòng kín nó là điều kiện bắt buộc đối với thi công phim cách nhiệt. Tiếp theo, mọi người có thể thấy trong quá trình thi công thì Debro có những cái tấm che như phần cốp này, hoặc là đây như phần táp ly cửa này. Đây. Hoặc trên này như phần phố lăng này thì đều có những cái đây, những cái miếng chuyên dụng để bọc vào, như táp lô này, hoặc là đây phần ghế này. Thấy mọi người nhìn ghế đều có những cái áo ghế bọc chuyên dụng. Cái việc này nó có hai lý do. Thứ nhất là mọi người nhìn thấy trong quá trình thi công ấy, bắt buộc chúng ta phải xịt nước. Đây, như bạn kỹ thuật viên đang xịt nước đây. Chúng ta bắt buộc phải xịt nước để làm sạch cái bề mặt kính đi, để loại bỏ hết những cái bụi bám ở trên này. Khi mà chúng ta dán tấm phim lên đây thì nó sẽ đảm bảo nó không có cặn bụi ở đây. Thì cái việc che chắn như này để đảm bảo là cái nước nó sẽ không vào các thiết bị điện tử trên xe này, đảm bảo cái độ an toàn cho thiết bị trên xe. Và cái thứ hai, lý do thứ hai mà chúng ta phải che chắn đó là mọi người nhìn thấy những cái thiết bị để dán, những cái dụng cụ để dán phim ấy, nó đều là rất là sắc nhọn. Nên là nếu mà chúng ta không bọc lại, chẳng may mà mình đưa dụng cụ đi, nó quẹt vào những cái phần nội thất trong xe ấy, nó sẽ gây xước phần nội thất trong xe. Lúc ấy thì gần như là không thể khắc phục được, nó rất là nguy hiểm. Nên là việc che chắn những tất toàn bộ quanh xe này, nó là điều bắt buộc trong quá trình thi công phim cách nhiệt tại Debro. Điều thứ ba trong quá trình dán phim cách nhiệt của Debro mà làm nên sự khác biệt của chúng tôi, đó là trước khi thi công bất kỳ phim cách nhiệt nào, như kiểu là chúng ta lột cái phim cách nhiệt trên xe này, thì chúng tôi đều có máy móc kỹ thuật để đo thử xem là cái phim nguyên bản ở trên cái xe này nó có đảm bảo cái độ cách nhiệt tốt hay không. Nhiều khi là nóng hay lạnh, nó đôi khi nó do cảm nhận của khách hàng, nên là chúng ta phải kiểm tra xem là cái phim ở trên xe nguyên bản nó có phải là phim tốt hay không thì chúng ta mới lột ra, chứ không phải là mình cứ đến mình bán, mình thấy là khách kêu nóng thì mình lột ra mình dán phim vào, xong rồi mình lại thấy là nó không có tác dụng gì cả. Đây, tôi có thể đo thử cái phim nguyên bản ở trên chiếc Mazda CX-5 này. Đây. Đây có 3 chỉ số VLT. Có 3 chỉ số VLT là độ truyền sáng, là tức là nó sáng tối là 30% này. UVR là cái khả năng cản tia UV là gần như là tuyệt đối này. Nhưng mà cái IRR là cái khả năng cản tia hồng ngoại của cái phim này, nó chỉ có 53,9% thôi.
nó rất là thấp. Đây là phim theo xe của dòng CX5 này. Và khách hàng đã lựa chọn dán phim Crystal Light chính hãng 3M tại Debro. Thì trước khi thi công chúng tôi cũng đo thử cho khách hàng để khách hàng biết được là cái dòng phim Crystal Light này khả năng cách nhiệt của nó như thế nào. Đây mọi người nhìn thấy này. Đây là dòng CR20 nên là tỷ lệ chiến sáng của nó 20% này. Khả năng cản tia UV là 100%. Còn cái khả năng cản tia hồng ngoại quan trọng nhất là 99,5%. Gần như là tuyệt đối luôn. Để tăng khả năng cản tia hồng ngoại từ khoảng 50% lên đến 99% này, nó là một cái sự khác biệt rất lớn về mặt công nghệ. Trên thị trường nếu mà giảm tia hồng ngoại khoảng từ 50 đến 80% thì rất là nhiều. Nhưng mà để giảm tia hồng ngoại từ tầm 90% trở lên đến 99%, nó rất là khó, mọi người hiểu. Tức là để mà giảm từ khoảng 90% xuống thì nó rất là đơn giản. Chúng ta chỉ cần sử dụng những công nghệ đơn giản, công nghệ cũ như kiểu tráng phủ kim loại hoặc phún xạ thôi thì nó sẽ giảm rất là nhiều. Nhưng mà để giảm từ 90% lên đến cao hơn, lên đến gần như tuyệt đối thì nó là một cái công nghệ nó khác biệt hoàn toàn và rất là khó để làm được. Nói về chỉ số thì đôi khi mọi người có thể không hiểu, nên là ở đây tôi sẽ thử bằng cái khả năng cách nhiệt thực tế. Tôi sẽ lấy hai cái tấm phim này để đo trên máy hồng ngoại và đo xem nhiệt lượng nó giảm chênh nhau như thế nào cho mọi người cảm nhận. Đây, chúng ta cắt xong thì mình sẽ dán lên cái tấm kính này để thử bằng máy thử phim này. Đây là tấm phim cắt ra từ xe nhé. Còn đây là tấm phim, tấm kính đã dán dẫn dòng phim CR20 của AM này. Đó. Còn đây là máy thử phim này. Trên đây thì sẽ có là delta T và nhiệt độ C. Độ C tức là cái nhiệt độ ở cái điểm cảm biến này lúc ban đầu khi mà chúng ta chưa bật đèn hồng ngoại lên. Còn delta T tức là độ chênh của nhiệt độ khi mà chúng ta bật đèn hồng ngoại lên. Đây, bây giờ tôi sẽ đặt tấm CR20 vào bên này. Còn tấm phim theo xe bên này. Đây mọi người nhìn nhá. Cái nhiệt độ tăng của cái tại cái điểm cảm biến khi mà đặt đèn hồng ngoại nhá. Cái phim theo xe nhá. Đây. Mọi người nhìn này. Cái nhiệt độ nó tăng rất là nhanh. Đây bên này mới có 1,3, bên này đã 2,6 rồi. Tức là bên này tăng gần như là gấp đôi so với lại cái phim Crystal Light này. Đó. Mình để càng lâu thì cái sự chênh lệch nhiệt độ của nó càng lớn. Đấy. Mới chỉ một lúc thôi, cái điểm cảm biến bên này nó mới chỉ là 29 độ. Còn bên này nó đã lên là 30, gần 32 độ rồi. Nên là khi mà trước khi dán phim cách nhiệt thì Debro đều có máy đo và kiểm tra về thông số phim cho khách trước khi mà dán. Chúng ta phải đảm bảo là cái phim mà mình định dán lên nó có khả năng cách nhiệt tốt hơn so với cái phim mà mình sắp lột ra ở trên xe thì mình mới dán. Chứ không chúng ta bỏ tiền ra mà lại không mát hơn thì nói chung là chúng ta sẽ không được hài lòng và mình sẽ cảm thấy không vui. Đó, nên là vì sao mà khách hàng tại Debro đã dán phim và quay lại giới thiệu khách hàng khác rất là nhiều và rất nhiều tổ chức uy tín đều tin tưởng sử dụng dịch vụ dán phim tại Debro. Trên đây thì tôi đã giới thiệu các bạn về một vài sự khác biệt khi mà bạn dán phim cách nhiệt tại Debro. Nếu bạn đang có nhu cầu dán phim cách nhiệt và muốn tìm hiểu về phim cách nhiệt thì hãy liên hệ với Debro để được tư vấn nhé. Xin chào bạn, hẹn gặp lại bạn trong video lần sau.